tất cả các loại thuốc điều trị chấn thương cho thằng Bảo thì cô tiếp tục cho nó sử dụng, còn thuốc tan máu bầm thì ngưng lại cho tôi. Nếu mà làm như vậy thì anh Bảo sẽ mất hoàn toàn khả năng hồi phục về thần trí. Đó là điều tôi muốn. Tôi sẽ đưa thằng Bảo ra khỏi nhà này. Tôi sẽ trả nó về cho bà nuôi dưỡng nó, nhưng với một điều kiện, là bà phải ký giấy thỏa thuận với tôi liền, không tranh chấp tài sản cổ phần với mẹ con tôi. Phát hiện mưu toan của bà Thanh, bà Huệ quyết giành quyền chăm sóc Bảo. Sảy. Và tình yêu bao dung của người mẹ phải chăng chính là liều thuốc chữa lành những tổn thương. Sảy, tỉnh lại đi con. Rồi. Sảy giỏi. Sảy giỏi quá. Đón xem diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Mùa Sảy Trổ Bông 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 trên truyền hình Vĩnh Long 1, và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.